À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa câu hỏi trong sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng mình sẽ đến với bài số 19, Dây, Thế kỷ, trang 67-68. Trước tiên để làm được bài tập trong bài số 19 này, thì chúng mình sẽ phải nhớ cho cô xem thế nào là dây và thế nào là thế kỷ nhỉ? À, dây là một đơn vị đo thời gian. Ta sẽ có 1 phút thì bằng 60 giây, 1 giờ thì có 60 phút. Một thế kỷ là một đơn vị đo thời gian. Như vậy một thế kỷ thì sẽ bằng 100 năm. Ta có thể kể tới như là từ năm 1 đến năm 100 là thế kỷ 1. Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỷ 2. Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỷ 3. Tương tự như vậy, đến từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỷ 21, là thế kỷ chúng ta đang sống hiện tại, đúng không nhỉ? Như vậy, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần hoạt động. Bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào chỗ trống. A. 1 phút bằng bao nhiêu giây? 3 phút bằng bao nhiêu giây? 60 giây bằng bao nhiêu phút? 180 giây bằng bao nhiêu phút? B. 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? 4 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? 100 năm bằng bao nhiêu thế kỷ? 400 năm bằng bao nhiêu thế kỷ? Vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời nhé. Ta thấy rằng 1 phút thì bằng 60 giây. Như vậy 3 phút ta chỉ cần lấy 3 nhân với 60 bằng 180 giây. 60 giây chính bằng 1 phút. Như vậy 180 giây muốn đổi sang phút ta chỉ cần lấy 180 chia cho 60 bằng 3 phút. Một thế kỷ thì bằng 100 năm, như vậy 4 thế kỷ sẽ bằng 4 nhân với 100 bằng 400 năm. 100 năm sẽ bằng 1 thế kỷ, 400 năm sẽ bằng 400 chia cho 100 bằng 4 thế kỷ. Tiếp theo ta sẽ đến với bài số 2. Năm sinh của mỗi nhân vật lịch sử dưới đây thuộc thế kỷ nào? Ở đây chúng ta có 4 nhân vật lịch sử là Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, Nguyễn Trãi sinh năm 1380, Phan Bội Châu sinh năm 1867, Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 1924. Như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát năm sinh của 4 nhân vật lịch sử này và trả lời xem nhân vật lịch sử này sinh vào thế kỷ bao nhiêu. Vậy, để xác định được xem các nhân vật này sinh vào thế kỷ bao nhiêu thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào? À, cũng có một mẹo cho các con nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hai số từ trái sang phải. Ở đây Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hai số đầu tiên từ trái sang phải ta được số 12. Như vậy ta sẽ cộng thêm 1 là sẽ ra được thế kỷ mà người đó sống. Như vậy ta lấy 12 cộng 1 bằng 13. Từ đó Trần Hưng Đạo sinh vào thế kỷ thứ 13. Tiếp theo Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi thì sinh năm 1380. Như vậy ta sẽ lấy hai số từ trái sang phải. Ta được số 13, ta cộng thêm 1, ta được 14. Như vậy Nguyễn Trãi sinh vào thế kỷ 14. Ta sẽ nối được với thế kỷ 14. Tiếp theo này, Phan Bội Châu sinh năm 1867. Như vậy ta sẽ lấy hai số đầu tiên từ trái sang phải. Ta được số 18, ta cộng thêm 1 bằng 19. Như vậy Phan Bội Châu sinh năm vào thế kỷ thứ 19. Tiếp theo, Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 924. Như vậy ta chỉ cần lấy một số đầu tiên từ trái sang phải. Như vậy ta được số 9, ta cộng thêm 1 vào ta được thế kỷ thứ 10. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài số 3, trang 67. Năm 1900 là năm Canh Tý, cứ 60 năm thì lại có một năm Canh Tý. Hỏi năm Canh Tý tiếp theo thuộc thế kỷ nào? À, ta biết rằng năm 1900 là năm Canh Tý. Như vậy, ta sẽ cộng thêm 60 vào năm 1900 sẽ là một năm Canh Tý tiếp theo. Như vậy, năm Canh Tý tiếp theo sẽ thuộc thế kỷ ta lấy 19 cộng 1 bằng 20. Như vậy, năm 1960 thuộc thế kỷ 20. Vậy, năm Canh Tý tiếp theo thuộc thế kỷ 20.
Tiếp theo ta sẽ đến với phần luyện tập trang 67, 68, bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào chỗ trống. A. 5 ngày bằng bao nhiêu giờ? 2 tuần bằng bao nhiêu ngày? 4 giờ 10 phút bằng bao nhiêu phút? B. 2 giờ bằng bao nhiêu phút? 28 ngày bằng bao nhiêu tuần? 2 phút 11 giây bằng bao nhiêu giây? À, chúng ta biết rằng một ngày thì có 24 giờ. Như vậy, 5 ngày ta lấy 5 nhân với 24 bằng 120 giờ. Tiếp theo, một tuần thì có 7 ngày. Như vậy, 2 tuần sẽ có 2 nhân với 7 bằng 14 ngày. 4 giờ 10 phút ta sẽ đổi giờ sang phút, ta lấy 4 giờ bằng 4 nhân với 60 bằng 240 phút. 240 phút mà cộng với 10 phút sẽ bằng 250 phút. 2 giờ, ta biết rằng 1 giờ thì bằng 60 phút, như vậy 2 giờ sẽ bằng 120 phút. 28 ngày, ta lấy 28, một tuần thì có 7 ngày, như vậy 28 chia cho 7 sẽ bằng 4 tuần. 2 phút 11 giây, ta sẽ đổi 2 phút sang giây, ta được 1 phút thì bằng 60 giây, như vậy 2 phút sẽ bằng 2 nhân với 60 bằng 120. 120 cộng với 11 sẽ bằng 131 giây. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài số 2. Lễ kỷ niệm 53, kỷ niệm 300 năm thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức vào năm 1998. Vậy thành phố Sài Gòn được thành lập vào năm nào? Năm đó thuộc thế kỷ nào? À, như vậy, năm 1998 thì thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm 300 năm. Như vậy ta sẽ trừ đi 300. Ta sẽ tính được năm mà thành phố Sài Gòn được thành lập là năm 1698. Như vậy, năm 1698, muốn xác định xem thuộc thế kỷ nào, thì ta sẽ lấy hai số từ trái sang phải, ta được 16, 16 cộng 1 sẽ bằng 17. Như vậy, năm 1698 thuộc thế kỷ thứ 17. Tiếp theo, ta sẽ đến với bài số 3. Chọn thời gian thích hợp cho mỗi sự việc. Nam chạy 100 m trong bao nhiêu giây? Hay là bao nhiêu năm hay là bao nhiêu giờ? Thời gian chuyến bay Hà Nội Đà Nẵng bao nhiêu giờ hay là bao nhiêu giây hay là bao nhiêu năm? Tuổi của cây gõ đỏ là bao nhiêu năm hay là bao nhiêu giây hay là bao nhiêu giờ? À, chúng ta dễ dàng xác định được bạn Nam sẽ chạy được 100 m trong vòng 20 giây. Thời gian của chuyến bay Hà Nội đến Đà Nẵng sẽ là 1 giờ. Tuổi của cây gõ đỏ sẽ là 78 năm. Tiếp theo ta sẽ đến với bài số 4. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào chỗ trống. Một chiếc máy bay thực hiện 400 chuyến bay mỗi năm. Biết máy bay bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến hết ngày 2009. Vậy máy bay thực hiện bao nhiêu chuyến bay? À, một năm thì thực hiện 400 chuyến. Như vậy, thời gian máy bay hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến hết năm 2009 là 9 năm. Như vậy, máy bay đã thực hiện số chuyến bay là 400 nhân 9 bằng 3.600 chuyến, đáp số 3.600 chuyến bay. Ta sẽ đến với bài số 5, trang 68. Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày. A. Biết rằng các năm nhuận của thế kỷ thứ 21 là 2004, 2008, 2012, vân vân đến 2096. Hỏi thế kỷ thứ 21 có bao nhiêu năm nhuận? B. Năm cuối cùng của thế kỷ thứ 20 là một năm nhuận. Hỏi năm đó là năm nào? À, ta biết rằng từ năm 2004 đến năm 2096 là các năm nhuận mà để xác định được xem có bao nhiêu năm nhuận trong thế kỷ 21, ta sẽ phải tính khoảng cách mỗi năm nhuận cách nhau bao nhiêu năm, đúng không nhỉ? Như vậy là lấy 2008 trừ đi 2004, ta được kết quả là 4 năm. Như vậy cứ 4 năm thì sẽ lặp lại một năm nhuận. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được xem thế kỷ 21 có bao nhiêu năm nhuận bằng cách nào. À, ta sẽ lấy năm cuối cùng được năm nhuận là 2061 trừ đi năm đầu tiên của năm nhuận là 2004 của thế kỷ thứ 21, ta chia cho khoảng cách là 4, ta cộng thêm 1 sẽ bằng 24 năm. Như vậy, ý B, năm cuối cùng của năm nhuận của thế kỷ thứ 20 ta lấy 2004 trừ đi 4 sẽ bằng 2000. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.